phong cách này là hơi kỳ quặc. Đấy, lấy quả kìm trắng sắc cái này chắc là cùn quá. Kìm này mình không cùn rồi. Có mỗi kìm đấy không? Tao dây nhiều lắm. Cưa cành này thì cái kéo vừa đây. Bấm hết cưa cành này đi. Nè, đây nè. Lấy dọa này. Đây mình công nhận là đây cưa từ đây nhỉ. Cưa từ đây này. Rồi ok. Bỏ này đi là. Rồi, đến đây à? Không không. Phong cách làm cây này mình cũng hơi choáng này. Đây. Ok. Hai tầng này đi. Đây à? Ừ. Quá nhiều dữ liệu. Như ông này ông làm con này bao lâu? 4 năm. Ừ. 4 năm là nó đã lên form sẵn rồi. 4 năm là trước nó cắt dây luôn, cắt dây luôn này. Trường cắt này. Đây là cưa cành này. Quả này bỏ chứ làm gì đã. Để đây từ từ bỏ ra rồi. Cành đâm một phát ở giữa mặt như này mà ông ấy cũng để được một bên chịu. Chưa bấm này. Không hiểu sao lại ra cái quả phượng trường phái duỗi này. Cưa này đi. Mình trước ấy thì mình cũng tư vấn cho nó, mình bảo là khả năng em phải cắt những cái này đi. Nó có điểm giật. Đây, cưa này đi này. Ok. Đấy, cưa này đi. Của bố cùn lắm. Nhìn cái đồ là biết làm cây là. Đấy, đang yêu cái trường phái của ông mẹ lên đây đúng thầy đúng thợ. Nhưng mà để mà làm cây nó phiêu nhau khó. Dày. Dày đi như ma trận. Sợ thật. Ấy, mẹ nhìn nó phô ra ngay, thấy chưa? Nhìn nó đỡ hẳn, nhìn nó đỡ hẳn. Ừ. Chứ nó ẩn. Giờ nhìn nó mới phô được cái bộ vâng. Cái bộ đường chạy rồi đó. Con này mình không thả nước nữa, mình cho đất. Thả đất thì nhớ cắt sạch cái rễ đen đi nhá. Rồi.
lọc hết đi. Nó làm cái nét cây là mình thấy sợ thật. So có khả năng là nó cũng không lây bởi cả vừa này thấy nó bị mũi cái này nó bị nâu rồi. Alo. Lây là ông dùng kéo lắp cái này xét sang cái khác nó sẽ lây à được không? Con này là bằng một chấm mà chấm mới bị phía kia kìa, biết sao vì cái dây phía này rất bẩn này. Nó mới chấm nó bị phía này, nó chưa bị sạc phía này nhá, để lâu nó bị sạc phía này đấy. Ngọn này nó hơi nhao ra một tí. Mà thôi. Dựng ở đây nó còn đỡ hơn tí thật, nó hơi nhao một tí, dựng ở đây ngọn dựng ở tầm này này. Đấy là ngọn đấy thì. Ừ, tầm okay. Đấy là ok. Đoạn này thì cố gắng lấy mà không ra mầm ghép thêm cái mầm nữa vào đây này. Rồi. Chứ cắt ra hơi phí. Đây, dựng ngọn này ở đây. Rồi. Thì ở đây ta đi ra phía này xem. Đó. Con này bạch tuộc đúng thật. Xúc tu hơi nhiều. Đoạn này sau này bác làm mềm mà đi nhá. Làm mềm đoạn này đi đây. Rồi ok. Ngọn dựng ở đây là. Anh hiểu. Ờ ok chưa? Ừ. Tiếp làm cái cây nó hết cả đầu. Tôi cứ quăng mẹ vào cho nhớ. Chắc cờ. Ừ. Cốt này ở đó thì cũng được mà cốt này nó cũng đẹp. Lại 3 năm nữa là ok. Thôi may ra còn được cái cốt. Mấy cái phần dữ liệu chốt chiếc các thứ. Cái đầu chốt nó hơi bị to nhỉ. Ừ. Chỗ nên hơi lồi. Ông để chỗ nó bị nhỡ chỗ thì nó là cái bị thiếu. Đã sang ngầu lên. Dựng như này được chưa? Hay cần phải đua ra đây tí nữa không? Từ từ đó. Đâu? Này được rồi. Từ đây ra, từ đây ra nhìn thằng này sẽ ra đây phát này. Ok. Ok chưa? Rồi. Đấy, tay ở đây vẽ bông nó đỡ ở đây nó sẽ che được phần này này. Rồi. Và nó nhìn nó ấm cây. Vâng, đây rồi anh ơi. Vâng. Vâng, chuẩn bị anh. Má. Đấy, đeo được. Cắt luôn ạ. Anh à, vâng. Ui mẹ, lúc này anh không xem từ đầu ấy, con này phải đái luôn đấy. Lần đầu tiên trong đời em gặp một cái kiểu phong khách tạo hình nó ảo diệu. Tí có ảnh nhé. Thôi coi, này đỡ rồi. Ví dụ chỗ này có cần cái gì chú mà đeo không hay là kệ nó. Chỗ này này.
không bao giờ lên trúng ở đây mà nó phải lên từ hàng mầm này rồi, ok, từ mầm này nó ra bông nó mới ra đây, okay, okay. Chứ không bao giờ đứng ở chỗ này rồi, rồi đó, cái này có chung à, nó phải là từ hàng này này nó phải ra một cái bông, ví dụ như là hàng này này. Đây, hình dung rồi, bông rồi, nhá. Rồi, nó dựng ngọn nó phải đây. Là nằm ở đây này rồi đấy, rồi chứ không bao giờ đây, ví dụ như này đi rồi đấy, nó chia đôi ra đúng không, rồi, chứ rồi. Không bao giờ nó nằm ở chỗ này rồi, hoặc là nó hơi ngách cho đây một tí thì chia đôi rồi, ok, bên này một bên cái này một bên rồi, rồi. Hình dung ra chưa, đây cái rồi. Nhánh nha đấy rồi. Nó như này rồi, chứ không bao giờ nó đứng ở góc này. Cái này ôi lúc này ông ấy làm gì buồn cười lắm, nó còn bệnh cơ. Bệnh đây này, đây là chỗ này này, chỗ này là chính cái chỗ này nguyên nhân này, chỗ này nó rất là bẩn này, rồi đâm ra là cái phần đầu này nó mới bị này. Em hôm nào mát trời là phải cắt nước mấy hôm. Bây giờ mà nhấc lên luôn ấy, bây giờ nhấc lên luôn cắt luôn ấy, cho vào khô luôn, nó vào cắt dễ để nó khô đi. Bây giờ thứ nhất là nhấc ra khỏi chậu này để vào chỗ khô, cho nó khô, khô xong phát cắt dễ sạch sẽ đi, cắt những cái dễ đen xì bẩn bẩn này đi này. Cho tái tạo bộ rễ mới này, trồng lại đất, rồi là cây nó sẽ khỏe. Còn để như này là bệnh biết các thứ là mà làm cũng rất là lâu. Yeah. Thôi tạm thời như này là ok rồi đấy. Ok. Ok và... rồi mà. Cây hành rồi. Thả hết dây riếp các thứ. Ok. Nước mà phải thả sạch cơ. Phải biết là thả nước sạch và ngắt nước khi mà ngắt nước vào. Nước bẩn, nước bẩn thế thì người mình còn chết thì là cây. Nước phải nước sạch. Xây hồng này này. Ok.